Chào các bạn nhé. Mình có đang sửa một chiếc bếp từ đơn mặt cảm ứng này, rất là đẹp của hãng Gosan nhé. Với cái lỗi của nó là không cắm điện, không vào điện, thì mình thử thì là do nó chết công suất. Và sau khi mình đang tháo IGBT, mình đo đến chập ấy, thì mình thấy có một sự bất ngờ không hề nhẹ luôn. Đây là mình tháo nó ra rồi, nhưng không mọi người sẽ để ý nó sẽ zin bản, bởi vì đây con bếp là mình là người bóc tem. Nó là con bếp mới hoàn toàn, nhưng nó có bất ngờ không hề nhẹ. Nó là như này này, nó chết IGBT và con IGBT nó chạy là con, để mình lấy led cho chúng ta tham khảo nhá, là con H20R1202 kìa. Và có điều đặc biệt ấy là bếp mới, nhưng mà đây là một con linh kiện giã máy nhà sản xuất họ sử dụng. Thế nó mới buồn cười lên, mình thấy lạ quá, mình thấy buồn cười. Như vậy là chúng ta sẽ thấy là tại sao nó biết là IGBT giã máy, bởi vì nó lối chân nhá, các bạn để ý là chân nó lối này. Như vậy là chúng ta sẽ thấy ấy, là để giảm giá thành các hãng ấy là họ vẫn nhập linh kiện cũ để về họ sản xuất, họ lắp ráp mọi người ạ. Mới đầu mình với cái bo nhỏ nhỏ như này tản nhiệt bé thì mình thường sẽ gặp là nó là con IGBT là H15R, tức là chỉ là 15A thôi, 1203. Chứ hôm nay mình lại gặp một cái bếp mới hoàn toàn mà nó lại chạy một con IGBT là con IGBT giã máy. Như vậy là hãng họ vẫn nhập cả IGBT giã máy để cho chi phí nó rẻ. Thế mới bất ngờ nha mọi người nhé. Mình lần đầu tiên mình gặp một chiếc bếp từ mới hoàn toàn mà nó lại sử dụng linh kiện IGBT giã máy đấy mọi người ạ. Quá buồn cười luôn, một sự bất ngờ không hề nhẹ luôn. Mình rất tiếc là mình tháo nó ra rồi mình mới phát hiện, không thì mình sẽ để yên cho mọi người sẽ biết là cái mối hàn nó y như này. Và mình là người tháo tem cái bếp này cơ, chứ để cho chúng ta hiểu vậy là chưa có thợ nào sửa cả. Quá là buồn cười nha mọi người nhá. Nó là con IGBT giã máy, sở dĩ mình biết bởi vì nó là chân của nó được lối, tức là khi họ giã là họ hay cắt đứt chân cho nó nhanh, chứ tháo mối hàn rất lâu. Sau đó là những người ta sẽ nhập về và họ sử dụng một cái máy xích hàn, người ta đặt vào, người ta hàn kiểu hàn chập mọi người nhé, hàn nó lại gọi là lối chân đấy, IGBT lối chân. Mình nhìn mình biết chẳng lẽ là cái con này là đã từng bị bảo hành, nhưng mà bảo hành thì hãng nó phải thay cả bo này cơ, chứ không thể xảy ra trường hợp như này được. Quá là buồn cười, mền chưa bị sờ gì cả, mền mền nó mới hoàn toàn luôn, những cái mối hàn như là hàn nhúng luôn mọi người ạ.